Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình cải lương kể chuyện lịch sử do bác sĩ Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Túy Nga thực hiện. Đến với chương trình hôm nay, Thanh Trang xin gửi đến quý vị lịch sử Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ là gian thần nhà Lý nhưng là khai quốc công thần nhà Trần. Tội lỗi của Trần Thủ Độ đối với nhà Lý thì không còn chỗ nào để luận bàn. Tiêu diệt dòng họ nhà Lý, bức tử Lý Huệ Tông, bẻ gãy tình chồng vợ của Lý Chiêu Hoàng. Và Trần Thái Tông còn một chuyện mà ít ai nhớ tới, nhưng sự thật nỗi đau này vô cùng to lớn. Đó là nỗi đau của Thái tử Lý Long Tương. Biết không sống nổi với Trần Thủ Độ nên phải ra đi để chấp nhận một kiếp lưu vong. Còn đau hơn nữa là cầm quân chống giặc, đem chiến thắng cho xứ người, còn quê mình giặc tới ai lo. Ngày ngày lên vọng quốc đài, nhìn về quê hương đau đớn xót xa. Trong thời gian đầu của nhà Trần, Thái Tông chỉ có 10 tuổi. Trần Thủ Độ có công dẹp nội loạn, chỉnh đốn chính quyền, khôi phục kinh tế, định lại thuế khóa, xây dựng đê điều, củng cố quân đội, chăm lo việc học hành. Lúc quân Nguyên Mông sang đánh nước ta, thì Thủ Độ là người rất vững tinh thần. Ông trả lời một câu hỏi của vua Trần bằng những lời rất khẳng khái. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã. Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo. Trần Thủ Độ phục vụ cho đời vua Lý và đời Trần. Nhưng trong thâm tâm Thủ Độ là muốn chiếm đoạt ngôi vua của nhà Lý. Nhà Lý tới đời Lý Huệ Tông thì triều đình suy yếu. Lý Huệ Tông chỉ có hai cô con gái. Một cô thì gả cho Trần Liễu là anh ruột của Trần Thái Tông. Lý Huệ Tông muốn vào chùa tu nên truyền ngôi cho con gái thứ hai là Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng lên ngôi lúc mới 7 tuổi. Sau đó, Thủ Độ và vợ là Trần Thị mưu mô tìm cách chuyển quyền một cách nhẹ nhàng từ Lý qua Trần. Thủ Độ đưa cháu của mình là Trần Cảnh, sau này là vua Trần Thái Tông, vào hầu cận Lý Chiêu Hoàng. Trần Cảnh là con Trần Thừa, là anh họ của Trần Thủ Độ. Trần Cảnh hơn Chiêu Hoàng một tuổi mà thôi. Chiêu Hoàng ngây thơ đùa giỡn. Thủ Độ nghe Trần Cảnh thuật lại các chuyện như vậy, ra lệnh đóng cửa thành rồi loan báo là bệ hạ có chồng rồi. Các quan đều vâng lời chọn ngày lành tháng tốt để chúc mừng. Sau đó, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng, chấm dứt nhà Lý. Ngôi báo đã về tay nhà Trần rồi, nhưng Thủ Độ vẫn chưa yên tâm nên tìm cách diệt nhà Lý tận gốc rễ. Đó là chuyện làm vô cùng tàn ác của Thủ Độ đối với nhà Lý. Thủ Độ cho người quật mồ mả của các tiên vương họ Lý. Ngày giỗ tổ nhà Lý thì Thủ Độ cho đào hầm để chôn sống bao nhiêu người. Lý Huệ Tông đã vào chùa tu mà Thủ Độ cũng đến gặp Huệ Tông. Đang nhậu cỏ, Thủ Độ nói một câu đầy dụng ý. Nhậu cỏ phải nhổ tận gốc. Lý Huệ Tông hiểu Thủ Độ muốn ngầm ý gì nên sau đó tự tử. Lý Chiêu Hoàng và Trần Thái Tông ở với nhau khá lâu mà Lý Chiêu Hoàng cũng chưa sanh nở. Thủ Độ lo lắng sợ Thái Tông không có người nối dõi. Lại bày thêm một chuyện tàn nhẫn nữa là chia quyên rẻ thúy. Ông buộc Thái Tông phải trút phế Chiêu Hoàng rồi buộc Thái Tông phải lấy chị dâu, tức là vợ của anh ruột của mình làm vợ. Lý do là lúc đó chị của Lý Chiêu Hoàng, tức là vợ Trần Liễu, đang mang thai 3 tháng. Chuyện đau lòng nhất là chuyện của Thái tử Lý Long Tường. Lý Long Tường, năm 1225, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng, chấm dứt nhà Lý để Trần Thái Tông chính thức lên ngôi và là vị vua đầu tiên của nhà Trần.
Lý Long Tường là con vua thứ năm Triệu Lý, tức là con của vua Lý Anh Tông. Lý Long Tường thấy khó thoát khỏi bàn tay của Trần Thủ Độ, nên năm 1226, ông đã cùng các tông tộc và thuộc hạ gồm 6.000 người dương bờm ra khơi. Sau bao chặng đường cam go, ông đã đến được miền Bắc của Hàn Quốc. Tại đây, ông được vua Hàn Quốc giúp đỡ cho lập một làng với cách tổ chức và tập tục Đại Việt. Nơi đó, các di sản ông đem theo được cũng được gìn giữ. Năm 1253, Hàn Quốc bị giặc Nguyên tấn công tới gần sát Kinh Đô. Tình hình vô cùng nguy ngập. Lý Long Tường xin cố vấn về binh pháp Đại Việt, rồi đích thân cưỡi ngựa trắng cầm quân ra trận. Sau cuộc đại thắng, để nhớ công lao của Lý Long Tường ở Hàn Quốc, nhà vua cho khắc một tấm bia tưởng niệm nơi Lý Long Tường cư ngụ. Các hậu duệ của Lý Long Tường hiện nay còn rất đông ở Bắc Hàn và một số ít hơn ở Nam Hàn. Trong đó có Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lý Thừa Giảng là hậu duệ thứ 25 của Lý Long Tường. Các di tích lịch sử như cửa biển Phú Lương, nơi hạm đội Lý Long Tường cập bến, Ung Tân, nơi đầu tiên họ Lý làm nhà ở, lăng mộ Lý Long Tường nằm trên ngọn đồi thuộc xã Tô Mơ Ki, Võng Quốc Đài, nơi Lý Long Tường lúc cuối đời ngày ngày lên đó nhìn về phương Nam tưởng nhớ cố hương, tất cả vẫn còn được gìn giữ vì hậu duệ của ông ở hai miền Nam Bắc Hàn Quốc mỗi năm vẫn hội họp đầy đủ để làm lễ tổ. Xin mời nghe một đoạn trong Trần Thái Tông và Lý Chiêu Hoàng nói về những tội ác của Trần Thủ Độ. Đời buồn cô lẻ nơi hoàng cung. Tội với dòng họ Lý không đủ tài năng để giữ vững ngai vua, còn để cho Trần An Diêm xâm chiếm cả cung đình. Thank you.
Yeah.